Mến chào quý vị khán giả đã đến với kênh Tin Mới. Kênh của chúng tôi sẽ luôn luôn cập nhật những thông tin mới nhất trong nước và quốc tế. Ngay sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Nga tuyên bố ngăn Mỹ gây xung đột trên Biển Đông như ở Ukraine. Thưa quý vị và các bạn, tờ Hoàn Cầu Thời báo của Trung Quốc mới đây dẫn nhận định của các chuyên gia cho biết lực lượng vũ trang Trung Quốc và Nga sẽ tiếp tục phát triển hợp tác và thúc đẩy ổn định khu vực, không cho phép Mỹ tái diễn cuộc khủng hoảng Ukraine ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga đưa tin Nga và Trung Quốc đã tiến hành các cuộc tuần tra chung trên không ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Hoạt động này diễn ra theo đúng quy định luật pháp quốc tế và không nhằm chống lại các nước thứ ba. Máy bay của lực lượng hàng không vũ trụ Nga trong đợt tuần tra chung với không quân Trung Quốc lần đầu tiên đã hạ cánh xuống sân bay Trung Quốc. Đồng thời, máy bay Trung Quốc cũng hạ cánh xuống sân bay của Nga. Trung Quốc và Nga dự kiến sẽ tăng cường những hình thức hợp tác quân sự tương tự trong tương lai và việc không nhắm mục tiêu chống lại bất kỳ quốc gia hoặc bên thứ ba nào khác lên hai nước sẽ thúc đẩy hòa bình và ổn định trong khu vực và trên toàn thế giới. Trong bối cảnh có sự bất ổn khi Mỹ cố gắng tái diễn cuộc khủng hoảng Ukraine ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương với những chủ đề nhạy cảm như vấn đề Đài Loan, vấn đề Biển Đông và vấn đề bán đảo Triều Tiên, tờ báo dẫn lời một chuyên gia cho biết. Cần lưu ý rằng việc trao đổi các chuyến thăm của máy bay quân sự tới các sân bay trên lãnh thổ của nhau và việc tăng tần suất tuần tra chung mỗi năm từ 1 lên 2 lần cho thấy quan hệ hợp tác quân sự cấp cao và sự tin cậy lẫn nhau giữa Trung Quốc và Nga tiếp tục gia tăng. Nước Nga vốn kín tiếng thì nay cũng đã bày tỏ lập trường không can thiệp và phản đối can thiệp của Mỹ, ủng hộ cách tiếp cận từng cặp song phương của Trung Quốc mô hình trục nan hoa, mà chỉ quan tâm chủ yếu đến hợp tác kinh tế với các nước trên Biển Đông, trước hết là với Việt Nam trên lĩnh vực khai thác dầu khí ở thềm lục địa Việt Nam. Khía cạnh lợi ích kinh tế và an ninh được lồng ghép với nhau tinh tế trong chính sách thực dụng của nước Nga. Điều này dễ thấy là Nga đã tìm thấy một thị trường xuất khẩu khí tài lớn ở các nước Đông Nam Á, trong đó chủ yếu là máy bay chiến đấu, tàu ngầm và tổ hợp tên lửa hiện đại. Hợp đồng trang bị quân sự này mang lại cho Nga nhiều tỷ đô la mỗi năm. Chẳng hạn, việc Việt Nam mua của Nga 6 tàu ngầm tàng hình lớp kilo buộc Việt Nam phải xây dựng căn cứ và cơ sở bảo dưỡng cho các tàu đó. Vậy là một hợp đồng xây dựng căn cứ tàu ngầm cho Việt Nam ở Cam Ranh mà Nga sẽ thực hiện có kinh phí nhiều tỷ đô la rồi. Tình hình tranh chấp ở Biển Đông càng nóng lên bao nhiêu thì nhu cầu nhập khẩu khí tài của các bên, kể cả Trung Quốc cũng tăng lên bấy nhiêu, nhất là trường hợp Việt Nam khi mà Mỹ vẫn cấm vận khí tài sát thương đối với Việt Nam. Có người Nga đã lên tiếng khá thẳng thắn rằng Nga đứng ngoài xung đột ở Biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc nhưng sẽ cung cấp khí tài cho phía Việt Nam. Quan điểm chính thống của Nga thể hiện trong tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Lavrov, Nga không đặt nhiệm vụ bảo vệ các đường biên giới phía Nam bằng cách làm suy yếu an ninh của các nước khác. Nga không có kế hoạch xây dựng các căn cứ quân sự tại châu Á-Thái Bình Dương, cũng như không có ý định cạnh tranh ảnh hưởng với bất kỳ ai. Nỗ lực của Nga trong việc củng cố hợp tác với ASEAN không nhằm chống lại các nước thứ ba. Phân tích sự điều chỉnh chiến lược đối ngoại và an ninh của Liên bang Nga trong trung hạn kể từ năm 2012 trở đi dưới thời Tổng thống Putin cho người ta thấy tầm quan trọng chiến lược của quan hệ ban giao Nga-Trung êm thấm đối với việc phát triển kinh tế của Nga và đảm bảo an ninh biên giới với Trung Quốc ở Biển Đông. Đó là một ưu tiên số 1. Sở dĩ Nga có một chính sách như thế đối với Tây Thái Bình Dương là do vị trí địa chính trị đặc biệt của Nga. Đối tác thương mại quan trọng nhất của Nga chính là láng giềng Trung Quốc ở phía Đông và Liên minh châu Âu ở phía Tây. Để tiếp cận Ấn Độ, Nga không cần thông qua Biển Đông ở Đông Nam Á, mà chủ yếu qua ngã châu Âu và một phần qua các nước Trung Á vốn thuộc không gian Xô Viết cũ. Nghĩa là sự thông thương với thế giới của Nga không lệ thuộc vào Biển Đông như các nước Nhật Bản, Hàn Quốc hay Trung Quốc. Vì thế, Nga không có ý định xác lập quyền kiểm soát Biển Đông, nhưng yêu cầu quyền tự do lưu thông trên Biển Đông. Hơn nữa, Nga biết tự lượng sức mình, thời đại mà Nga là siêu cường toàn cầu chưa tới và chưa biết bao giờ mới tới. Vì thế, Nga chưa cần tới các căn cứ quân sự hải ngoại như đã từng đặt ở Cam Ranh đến năm 2002. Vai trò đó trước mắt nhường cho Mỹ, đó là chưa kể đến mục tiêu thực dụng của lái súng Nga. Trong xuất khẩu khí tài cho tất cả các bên tranh chấp đang chạy đua vũ trang, hiện đại hóa hải quân và không quân nhằm hưởng lợi ích khổng lồ từ đó. Từ đó dễ hiểu tại sao Nga có một lập trường khác hẳn Mỹ và Ấn Độ. Nhà nghiên cứu người Đức Felix Sidier khẳng định rằng Nga sẽ không bao giờ can dự vào xung đột Biển Đông.
mọi dự đoán trước kia về sự can thiệp của Nga đều sai hoàn toàn. Thái độ nước đôi của Nga còn thể hiện qua hợp tác khai thác dầu khí với Việt Nam ở thềm lục địa Việt Nam, bất chấp Trung Quốc phản đối, trong khi đó lại diễn tập hải quân lớn chưa từng có với Trung Quốc. Gần đây, tuyên bố của đại sứ Nga tại Philippines rằng Nga phản đối các nước ngoài khu vực Đông Nam Á can dự vào tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông và gián tiếp ủng hộ phương thức song phương của Trung Quốc càng làm dấy lên lo ngại về sự phân biệt của cộng đồng quốc tế, phát huy xu thế tập hợp sức mạnh của các nước ASEAN, tạo cơ hội đơn phương lấn tới của Trung Quốc trong thực hiện chiến thuật chia để trị, bẻ từng chất đũa của Trung Quốc. Các diễn biến gần đây xung quanh tranh chấp Biển Đông, quan điểm của các quốc gia, trước hết là của các chiến lược gia đều cho thấy Biển Đông là nơi đang tập trung những xung đột lớn nhất, nóng bỏng nhất của thời đại và báo hiệu xu hướng xung đột chủ yếu trong tương lai của thế giới. Nơi đây, trung tâm dân số và tăng trưởng kinh tế của thế giới tập trung không chỉ các mâu thuẫn lợi ích địa chính trị, mà còn là xung đột về giá trị, về các mô hình chính trị xã hội của các cường quốc thế giới, xung đột giữa toàn cầu hóa và khu vực hóa, giữa chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa quốc tế, giữa mở cửa và đóng cửa, giữa cân bằng và cực quyền. Trong một diễn biến khác, Hải quân Mỹ đã có phản ứng bất thường, bác bỏ những cáo buộc của Trung Quốc rằng Washington tiến hành tuần tra trái phép gần quần đảo Trường Sa sau nhiệm vụ của tàu tuần dương USS Chesilovin. Chiến khu miền Nam của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA đã đưa ra tuyên bố cáo buộc tàu Mỹ đi vào lãnh hải của họ và lực lượng Hải quân Trung Quốc đã xua đuổi tàu. Tổ chức sáng kiến tình hình chiến lược Biển Đông SCFPI có trụ sở tại Bắc Kinh cùng ngày cũng đã đề cập tới bản bầu, cho thấy tàu tuần dương USS Chesilovin di chuyển gần đảo nhân tạo mà Trung Quốc bồi đắp trái phép ở đảo chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa nằm chủ quyền ở Việt Nam cùng một máy bay giám sát hàng hải P-8A President của Mỹ. Phía Trung Quốc cho rằng P-8A có thể cung cấp hoạt động do thám cho con tàu này. Theo trang Taiwan News, hạm đội 7 của Mỹ đã có động thái bất thường, đó là ra tuyên bố bác bỏ, nhấn mạnh những bình luận của quân khu miền Nam PLA là động thái mới nhất trong một chuỗi dài các hành động của Trung Quốc nhằm xuyên tạc hoạt động hàng hải hợp pháp của Mỹ và khẳng định các yêu sách hàng hải quá mức và phi pháp của nước này đối với Biển Đông. Hạm đội 7 lưu ý thêm, chừng nào một số quốc gia tiếp tục tuyên bố chủ quyền và đòi giới hạn đối với các quyền vượt quá thẩm quyền của họ theo luật pháp quốc tế, Mỹ sẽ tiếp tục bảo vệ các quyền và tự do trên biển cho tất cả. Liên quan đến tuyên bố của Trung Quốc rằng họ đã xua đuổi tàu USS Chesilovin ra khỏi lãnh hải Bắc Kinh, tuyên bố chủ quyền trái phép trên Biển Đông, người phát ngôn Lầu Năm Góc tướng Patrick Ryder khẳng định: "Tôi biết có một số thông tin nói rằng Trung Quốc về cơ bản đã đuổi tàu của chúng tôi ra khỏi khu vực, điều đó không đúng." Ông nhắc lại rằng một lần nữa chúng tôi sẽ tiếp tục đưa thuyền máy bay vào hoạt động ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã nhiều lần khẳng định lập trường của Việt Nam về chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa và vấn đề Biển Đông nói chung là rõ ràng và nhất quán. Việt Nam đề nghị các bên tuân thủ luật pháp quốc tế, Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 trong mọi hoạt động ở khu vực trên Biển Đông. Không có hành động làm phức tạp tình hình, góp phần duy trì hòa bình, an ninh ổn định và trật tự pháp lý trên biển tại khu vực này. Thưa quý vị, hôm nay cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết 21 máy bay quân sự Trung Quốc đã vào vùng nhận dạng phòng không của hòn đảo này sau khi máy bay chở Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đáp xuống Đài Bắc. Trong một thông báo được đưa ra vào tối qua, cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết ngay sau khi máy bay chở phái đoàn cấp cao Quốc hội Mỹ hạ cánh xuống căn cứ không quân Tùng Sơn ở thành phố Đài Bắc, 21 máy bay quân sự Trung Quốc đã vào vùng nhận dạng phòng không của hòn đảo này. Theo đó, một nhóm máy bay chiến đấu bao gồm 8 tiêm kích J-11, 10 tiêm kích J-16, một máy bay cảnh giới và chỉ huy tác chiến KJ-500, một máy bay tác chiến điện tử Y-9 cùng một máy bay thu thập thông tin tình báo Y-8 đã đi vào khu vực phía tây nam vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Tình hình hai bờ eo biển Đài Loan đã trở nên vô cùng căng thẳng bởi chuyến thăm Đài Loan của phái đoàn cấp cao Quốc hội Mỹ dẫn đầu bởi Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi. Trong một thông cáo báo chí phát đi tối qua, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cáo buộc chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi đã vi phạm chính sách một Trung Quốc. Đây là hành động đùa với lửa rất nguy hiểm. Bất cứ ai đùa với lửa sẽ bị bỏng. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh báo Bắc Kinh cho rằng Mỹ muốn kiềm chế Trung Quốc với sự hỗ trợ của Đài Loan. Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng cho biết quân đội nước này sẽ tổ chức tập trận tại 6 khu vực xung quanh đảo Đài Loan trong những ngày tới như một động thái đáp trả nhằm vào chuyến đi của bà Pelosi. Các lực lượng quân đội Trung Quốc trong khu vực cũng đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao độ. Ngay trước khi máy bay chở bà Pelosi hạ cánh, còi báo động đã vang lên tại tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc.
Các bạn có suy nghĩ gì về những diễn biến mới đây trên Biển Đông? Hãy cho ý kiến của các bạn dưới phần bình luận nhé. Bản tin của kênh Tin Mới đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên nhấn nút thích, chia sẻ và đăng ký kênh để tiếp tục cập nhật những bản tin mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Vừa rồi là những thông tin cuối trong bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.